Những năm gần đây, cá chép, cá chấm giòn đang trở thành món ăn khoái khẩu của nhiều người, bởi cá có độ ngọt, dai và giòn, ngon hơn hẳn cá chấm cò truyền thống. Không chỉ vượt trội về chất lượng mà mô hình nuôi cá chấm giòn theo tiêu chuẩn an toàn Việt Gáp, được gắn tem truy xuất nguồn gốc còn đang giúp nhiều người nuôi cá lồng ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương luôn bán được giá cao và không phải lo lắng về thị trường tiêu thụ. Ghi nhận của phóng viên Ba Sạch. Chỉ bằng một thao tác nhỏ trên điện thoại thông minh, người tiêu dùng có thể truy xuất được nguồn gốc thủy sản mà mình đã mua. Đó là cách xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá giòn đang được anh Nhuận cùng nhiều hộ dân ở Nam Tân thực hiện từ một năm nay. Cũng là cá chấm chép giòn nhưng mà cái cá của mình bán trước đây chưa có cái tem này thì bán đắt hơn người ta chỉ 10.000 cân. Nhưng bây giờ có cái tem này là đắt hơn cái cá cũng gọi là cá chép giòn, chép gọi là đi chợ thôi. Thì là chỉ bán chênh người ta là 3.000 cân. Đây là thẻ truy xuất nguồn gốc được Cục Sở hữu trí tuệ cấp cho các hộ dân sau khi đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Những chứng chỉ này sẽ được gắn vào cá trước khi xuất bán, không chỉ tạo được niềm tin cho khách hàng mà còn là cách để tránh bị cá nuôi thông thường trà trộn trên thị trường. Cái tem địa lý, tem chứng nhận sản phẩm như này thì nó cung cấp cho người dùng thứ nhất là về niềm tin sản phẩm, mình biết được nơi nào bán, về chất lượng sản phẩm, về nơi nguồn gốc xuất xứ cũng như là cái quá trình nuôi hoặc là con cá này được nuôi ở đâu, nguồn nước lo như thế nào là người dùng người ta đều có thể biết được. Và có nghĩa là con cá này về chất lượng là khi được xuất bán ra là nó đã đạt được như thế nào. Có cái cam kết là khi bên chăn nuôi là đảm bảo con cá sạch và đảm bảo chất lượng. Nếu mà hàng không chuẩn thì bên sản xuất thì có trách nhiệm là thu hồi lại con cá và sẽ đổi trả cho sản phẩm cho nó chuẩn và đạt chất lượng. Xã Nam Tân có hơn 130 hectare diện tích mặt nước tự nhiên. Ban đầu chỉ có hơn chục hộ nuôi. Đến nay đã có hơn 100 hộ nuôi với hàng nghìn lồng bè. Sản lượng cá tăng cao, kéo theo yêu cầu của khách hàng cũng khắt khe hơn. Khắc định được, khẳng định được cái chất lượng của mình, chúng tôi dám đứng ra làm cái tem của Việt Gáp cấp để đảm bảo chất lượng của mình. Và cái tem này thì bất kể ở chỗ nào, nếu như điện thoại thông minh là đã check, gọi là truy xuất nguồn gốc là đã ra được cái cơ sở của chúng tôi. Đấy. Thì muốn làm được như vậy thì chúng tôi cũng phải tự khẳng định là bản thân của các thành viên trong hợp tác xã là phải nuôi đúng thời gian cho ăn đủ định lượng thì bắt đầu con cá nó mới đủ chất lượng được. Hôm nay, gia đình anh Hải đang xuất bán gần 3 tạ cá giòn, dự định thu về gần 140 triệu đồng. Với việc gắn thẻ chỉ dẫn địa lý, sản lượng cá được các thương lái về tận nơi thu mua thay vì phải tìm kiếm thị trường như trước đây.